cô các chú thấy mọi người mặc đồ dễ thương không? Chết ra mới thấy rồi. Đồ mà ba này, mọi người bữa nay đi quay với bà nội đó. Nó ba quần đi tới rồi gõ đi con. Ba con ẩm dứt nữa. Kỳ quá hả? Ừ, đi dài dễ thương không? Vừa đi. Lấy qua cho chú ăn nè. Em đi. Bà Ngư rất là háo hức, từ trưa đến giờ thức suốt luôn, không chịu ngủ luôn. Vui quá, từ sáng luôn nè hả? Ngủ 10-15 phút cứ dậy ngủ. Ngủ sợ bị ai bỏ hay sao á? Bà đâu có bỏ bà Ngư đâu. Cười. Bà Ngư còn đang xe ke à? Ngủ từ nãy giờ trên xe. Hả? Ngủ đi không? Ngủ đi. Ha, ba không dẹo đâu. Anh vô ghi hình đó em. Ghi thẳng vô trong hả? Dạ. Thằng bên nào mất cấp ở đâu? Ghi hình cái chương trình mà con tôi vô số tội á. Rồi. Quẹo trái mà. Đi thẳng luôn. Ê, trời ơi mặt nó liếc luôn rồi. Ê. Ấy giờ nhớ ba không vậy hả? Ê nè, quay đi, ba ẵm vào ngươi một miếng coi. Nhiệt chịu quá. Đây, thân với mẹ em vô. Để đây đi. Dạ. Để mà lại chị. Ok, tương gặp nhau sao? Dạ. Cô lưỡi nhiễu kìa. Bye bye mọi người. Cười. Bye bye. Đây rồi, rớt rồi. Cứ chừng té mẹ từ từ. Bye bye. Ê, vài các cô các chú bọn người đi ăn đây, bọn người đi ăn với mẹ với bà nội với bà ngoại đây. Đợt một cái là hai bà má nó đỏ lên, tôi sợ luôn, mặt cho nó đỏ lên. Hey, chắc bà nội với bà nội với bà ngoại đi ăn. Lâu lắm rồi, hầu như hình như đây là lần đầu tiên mới dắt được bà nội đi ăn uống như thế này. Mình cũng rất là vui, đông đúc lắm luôn. Trời ơi, ngồi sắp hàng, xỉu luôn. Nó biết quay phim đó, nó sợ chó lắm. Quay nó già cũng vậy đó. Hả? À, biết qua quay phim còn ngưng hả? Cô Thắm ơi, cô Thắm mặc đồ thấy ghét quá. Cô Thắm ơi, trong này ồn ào quá. Mới vừa vô thôi, vừa gọi đồ ăn đang lên đồ. Nãy giờ mọi người chơi vui không? Hả? Mà coi chừng nó đi qua đi lại lẩu nào lẩu nóng á. Ngân ơi, trời ơi nhìn bà nội ăn. Nãy giờ con đi chơi vui không? Hả? Mặt con dính vậy nè, mặt hơi dính vậy nè.
sao tự nhiên miếu rồi hả? Ta đâu có ghẹo đâu. Xạo xạo lắm mà. Linh 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 nha, bà ngoại ẩm. Ừ, bà ngoại ẩm cho ba ăn nha. Nha, rồi ba ẩm thì mình đi về nha. Về ngủ ngon nha, không có quậy nha. Lấy lê bị đòn nha. Con bên kia, ba chú đường ngựa rồi giống như vậy nè. Chưa mới tầng 1 à? Tầng 1 hả? Tầng 1 mình về ngủ ngon nha. Nè, và bầu ngư cười đi cho các cô các chú thấy bầu ngư mọc răng nè. Răng đâu rồi? Kìa, bầu ngư kìa. Ai đây? Ai vậy? Thấy bầu ngư không? Thấy bầu ngư không? Rồi, mỏi chân quá bà ơi. Vô trong nha. Ngươi vô trong không bà ẩm chưa? Bạn có ngươi đó hả? Mặt bái mà mình phải che lại vậy nè. Biết không? Bạn có ngươi đâu? Đứng lên. Đi kiếm bạn đi. Em bé đừng có quậy tôi mà. Hả? Chị đòn bây giờ nha. Anh đây chơi với ba nha. Và ngươi hiện tại bây giờ là đang đi đưa dâu bên đàn gái, nhưng mà ở ngoài đang nóng và đông quá. Mọi người thông cảm cho và ngươi vô trong xe tí xíu nha. Và ngươi vô xe chơi tí xíu nha. Ê, con không được ngắm cái này, không được ngắm ẹ. Nè, ba chỉ nè. Ngươi cái đó là ẹ nha, con không được ngắm nha. Con chỉ cầm chơi thôi ha. Ê, ba đã nói là không được ngắm. Đi lắm hả? Giỡn mặt với tôi hả? Ê, cái đồng hồ của ba đó. Ngắm là ba quýnh đòn nha. Ê lắm nha. Ừ, nằm ở đây chơi với ba đi. Ê, tôi nói không được ngắm mà. Tôi nói là không được ngắm mà. Cho ba đi. Thôi ba không ngậm đâu, ẹ lắm. Giỏi quá ta. Giỏi dữ ta. Không được ngậm nha. Ngậm là tôi quýnh đòn nha. Tôi dặn không được ngậm mà. Giỡn mặt với tôi hả? Giỡn mặt với ba hả? Không được ngậm. Con uống nước không? Bà lấy nước uống. Trúng mặt đau bây giờ. Uống nước không? Bà lấy nước uống. Các cô, các chú bên đàn trai, đàn gái lỡ có coi clip này thì đừng có nghĩ bà ngươi chẩn đi nha. Tại vì đang nắng quá. Thế là thật sự là cũng đang dịch bệnh quay trở lại. Nên bà ngươi chưa vô trong này, bà ngươi trốn tí xíu. Lúc nãy gặp bà ngoại Út, gặp mấy dì, mấy cậu, mọi người vui lắm á. Mọi người ôm hôn mọi người quá trời đã luôn á. Mọi người thương mọi người lắm á.
Rớt thư của ba đó nha. Thư của ba là đền nha. Nha. Thư của ba là mọi người đền nha. Ừ. Mọi người đền đồng hồ cho ba nha. Bum. Ba để điện thoại ở đó cho vừa bồ ngư, ba đứng lên là mất cái đầu, ba phải không xuống gì nè. Bồ ngư giống na tra không mọi người, kim tra mộc tra và đây là na tra. Ngư cột tóc hai chùm nè, mặt đầm màu hồng nè, kẹp tóc màu hồng nè. Đây bà ba ấm lên cho cô chú coi toàn thể mọi người. Phải nè. Đó. Thấy cưng không? Cái điện thoại đấy đó không ai cầm mất tiêu cái đầu rồi. Rồi ở đây nha. Sao? Có chơi gì đó? Bà lấy đồ chơi cho ngươi nha. Chờ bà tí xíu nha. Nè mẹ. Chị ơi. Và mới lơ là tí xíu rồi cái ngậm mày. Đây nè. Đó, thấy cái này là trả cái đồng hồ lại cho ba đi. Để đây đi. Đáng lẽ ba đeo mà tại cái đồng hồ. Ba ẩm có như bị cắn, đập cho bụi bay ra hết đi. Còn này chưa có ngư nữa đâu rồi. Còn như thích con này nhất. Đây bà đi kiếm đồ chơi cho ngư nè. Đây nè. Bim bim. Đây nè nè. Bà nè. Hello, xin chào bạn bò ngư. Mình là bạn hoa mặt trời nè. Ư bò ngư không hả? Hello, mình là bạn của bò ngư nè. Bà ngư có thương mình không? Ừ, mình hôn bà ngư một cái. Thôi, bà nội chỉ con sao? Con bập. Bà nội chỉ sao làm đi, làm cho bà nội coi. Trời ơi, trời ơi, thật ghét luôn. Đây nè, bà lên nước cho uống nha. Bà ngư tự uống cho các cô các chú coi nha. Nè. Ừ? Trời ơi, uống nước mà bà đâu kêu ăn đâu. À, giỏi không? Tự cầm tự uống luôn. Trả ba hả? Nữa không? Hay là dẹp đi. Nữa hả? Đây ba cầm này cho con cầm hai tay uống đi. Thôi dẹp nha. Bá dẹp nha. Thế là bà ngư đói bụng. Bà ngư bú nói ba nha. Sữa ba để đây nè. Hello. Mình là bạn của bà ngư nè. Bà ngư có nhớ mình không? Bạn bò ngư ơi, hôm nay bò ngư đi đám cưới nè. Lần đầu tiên bò ngư được đi đám cưới đó. Lái lên xe bò ngư tự ru mình ngủ luôn. Tự ngủ một giấc ngon lành luôn. Giỏi. Trời ơi, bà ngư nói gì vậy? Nói nhiều lắm rồi. Dữ quá à. Bà ngư dữ quá
ngư dữ quá à. Nè nè, mọi người kêu ba ba đi rồi ba thương. Ba ba. Ba. Ba ba. Ba ba. Công chúa nè, mọi người là công chúa nè. Ôi, cái đó đồ đựng đựng sữa của con đó. Con lấy gì? Con lấy gì bà lấy cho. Trời ơi, chỉ vào. Chỉ biết lấy bình nước. Lấy ti giả. Ôi. Cái đó của mẹ. Trả mẹ đi. Trả mẹ đi, quăng ra ngoài đi. Bố không? Quậy. Quậy quậy. Thôi con. Để đó đi con. Mọi người bú hả? Mọi người bú không? Mà cho mọi người bú. Để đây nha. Mọi người uống nước không? Rồi. Giỏi quá. Giỏi quá. Biết không lên tự uống nữa kìa. Giỏi quá nè bạn con nè. Uống xong đưa ba nha, không có quăng nha. Giỏi. Quăng là rớt xuống đất ẻ nha. À, bye bye các cô, các chú, mọi người vô trong.